này là đồng hồ. Ê, Rồi. nhưng không uống nước mà nó quay được hay hả? Gió. À, gió cũng quay được luôn. Nó theo cánh gió mà. Tại vì như vậy này, cái tiêu chí nào để mà chọn cái này? Này tùy theo cái đường nước mình cấp bao nhiêu á, khối á, chẳng hạn như cái đường nước này nè, Nước nào? mình muốn cấp vô cho cái khu vực nào đó mà cần lượng nước vừa phải thôi, mình xài loại ống này, loại hồ này Là là cái ba tư. ông ba tư hả? À. Cái này hồ ba tư Rồi đầu ông vào quá, đầu vào ba tư, đầu ra ba tư á. vào ba tư ra ba tư rồi cái có biết mấy ý nghĩa trên cái này không? Có chịu dùng luôn đi. Này tính theo mét khối nè. À, Rồi đây cái là bánh khối còn mấy cái kim nhỏ nữa không? mấy kim nhỏ là số xung quay của cái cánh thôi. Rồi cái nào ví dụ cái này là sao? Cái bơm khi là nước cho nước chảy qua thì cái kim đồng hồ này nó quay nè. Đó, nó quay cấp số nhân nè, thấy không? Không một, không một. Nhân lên, nhân đôi lên từ từ nè, nó Có không nghĩa không là cái không kim là kim giá trị lớn nhất lớn nhất đúng không? Rồi nè. cái này lên này chạy một vòng đến này chạy một Đúng rồi. đúng Nó không? chạy chẳng hạn như đây một một mấy vòng lên gần gần một vòng. À Đó, đi lên, đi lên, lên. là tăng từ từ Nó lên thằng này là mà quay thì bắt đầu thằng này mới lên số. đúng rồi, lên số. À vậy là Đó. cái nếu nếu chọn cái này của nước nào đây? Mình thì theo tiêu chuẩn của do nhà sản xuất thôi, Nhưng mà của người làm sản xuất chứ cái mà ai. như hiện tại là của nước nào? Đây Đây đó, cái giấy chứng nhận gì ấy. Thấy giống giống của thằng Fuda giống của Nhật nè. đấy. Đó nè. À, Fuda. Fuda. Cái đo nước này. Đầu dầu của nó đây nè, đó, đây là đường cấp dầu nè, đây là đường cấp Rồi dầu rồi nè, rồi có rồi motor mà nè, thấy tôi có một một vài người nói là mình cái này thời gian nó bị reset, có hiện tượng đó không? Không, không reset đâu. không? Mình thấy Đúng ai nói là cái việc reset là sao? rồi. Làm cái gì, làm cái chuyện reset. Reset là do xài đồ kém chất lượng à? Đúng rồi. Rồi lượng thôi chứ đa số là nó bằng thau. Bằng thau trong đây có ron trong đây nè, ron thép nè, À, giữa có cái nghĩa gì. là Nhưng mà nếu mà reset là việc ở đây. Nếu mà có có người nếu nói mà nếu mà bị á, nếu mà thật sự mà bị được chơi đồ dột là bị ở đây. đúng, nó bị chơi dẫn là bị hư, hư đen, hư đen đen nó bị lão quá đi, À. axit mòn á, mòn á. À, nói chung là nên là đầu tư là chơi là đồ tốt luôn, đúng Nói không? chung là đồng hồ nước là phải tiêu chuẩn, mua là loại tiêu chuẩn chứ đừng có mua loại dởm mà xài chừng năm là nó hư. À, nói chung là cái này là điểm xài bao lâu đây? Này là xài chừng nào nó hết, nó hơi chừng nào mà nó hư thì thôi Không, nhưng chứ. mà cái giả sử tôi hỏi cái số này, giả sử nó hết rồi, nó hết rồi mình làm sao để mình trả lại? Này không trả lại được này chứ, hết số là mình cảm thấy được, mình cảm thấy không xài nữa thì mình bỏ bỏ mua khác Có thôi, nghĩa là 2 4 hết số của nó có thôi. nghĩa là 99.000 khối, Ừ, 99.999 khối là hết hết số. hết số. Hết số là đổi mới. Nhưng mà đa số là mình không xài tới 99.000 đâu, tại vì khi đặt cỡ đó là đồng hồ cũng là dữ lắm rồi đó, hiểu không? Đúng không, nếu như nhà sản xuất như vậy là Vậy vậy đó anh tính là cái thời lượng nó thời đi lượng, chẳng chưa? hạn như mình muốn tốt á, thì chu kỳ chẳng hạn như 4 năm mình thay hay là 3 năm mình thay, À vậy đúng vậy đó không, đâu cần phải chạy hết cái số của nó là 999.000 đâu, à, đúng nhưng mà người ta sẽ tính toán là cỡ không? đây thì xài Bao nhiêu đó bao nhiêu đó là đạt thôi, chưa đạt chắc là thôi, hết